không đứng được. Không được. Vì vậy mà ngày tối hôm nay là tôi quay trở lại là tôi xin có một ít bánh với lại mấy cái lễ xin tạ lỗi với lại những cái vong linh ở trên chiếc xe này. Thật sự là cái lúc chiều quá mình bị cái vấn đề tâm linh á, mình cũng đã cảm nhận rất là rõ rồi. Anh thấy sao? Lạnh lùng. Đồ dép kìa. Gì? Tà dép còn nè anh ơi. Còn nguyên đôi dép luôn. Anh thấy em đổ mồ hôi hả? Hả? Anh thấy em mồ hôi rồi đổ quá hả? Thấp mồ hôi rồi hả? Xin chào tất cả mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại Vạn Ninh. Và nếu mà mọi người xem cái video trước thì cái lúc đó là mình leo lên một chiếc xe mà chiếc xe đó bị tai nạn cách đây không lâu. Thì theo như người dân chia sẻ rằng là cũng có người mất trên chiếc xe. Và một cái điều tâm linh xảy ra chính bản thân mình rằng là cái lúc mà khi mà mình khám phá cái chiếc xe đó, không may mình gặp phải một cái vấn đề tâm linh. Là cái lúc đó là em bị choáng. Và cái lúc chiều nay thì anh Trường anh cũng đã biết cái điều mà mình xảy ra. Thì anh Trường anh có thấy em uống bùa không? Có. Cái lúc đó là mình đốt một cái lá bùa của một sư cô ở Sài Gòn đưa cho mình. Sư cô có nhắc mình rằng là một điều là nếu như con á, cảm thấy ai đó muốn nhập vào cơ thể của mình á, bây giờ nói mình vẫn nói cho ghê này, thì con hãy đốt cái lá bùa đó và con bỏ vào nước con uống. Y như rằng khi mà mình đốt cái lá bùa mình bỏ vào nước mình uống thì anh Trường thấy em như thế nào anh Trường? Thấy, lúc đó anh thấy em sao? Lúc đó là cái khuôn mặt em nó xanh tái lên luôn. Nó tái nhợt luôn. Tái nhợt luôn. Trời ơi là trời. Nếu mà anh lấy dao mà anh cắt mặt em là không có miếng máu nào. Anh mất hồn. Lần đầu tiên anh thấy em như vậy đó nha ngài. Nói chơi khè luôn trời. Rồi thì sau đó là phải là dùng kim chích vào đầu ngón tay. Máu vẫn còn nè. Nặng máu rồi. Máu vẫn còn nè. Chưa bao giờ anh nói nhân bình tĩnh. Thiệt tới đây. Có giờ ghê này. Chưa bao giờ mà mình đi khám phá những cái nơi tâm linh mà mình mắc phải cái trường hợp như cái trường hợp ngày hôm nay. Có thể rằng là chắc là do em lên xe em khám phá em không có xin phép hay sao? Phải xin phép chứ. Mình lên cái chiếc xe này mình quay video mình không xin phép nè. Và sau đó mình đi về á, mình cảm thấy cơ thể mình nó yếu dần đi. Và giống như kiểu em bị chuẩn bị sập nguồn anh được. Giống như kiểu là một cái đèn pin mà chuẩn bị là hết pin á. Tự nhiên mình muốn sập nguồn luôn trời. Sau đó uống cái lá bùa vô tự nhiên cái giống như kiểu là hai bên nó chống nhau á. Tự nhiên cái người em nó tái nhợt luôn, em khó chịu trong cơ thể. Đúng rồi. Lần đầu tiên anh thấy em như vậy đúng không? Và sau đó cách khoảng 15 phút ha, em bắt đầu trở lại bình thường. Thì không giấu gì tất cả mọi người là chiều nay mình có ăn cơm với anh Trường. Anh Trường nói là thôi dù gì thời gian nữa thì việc nó cũng xảy ra rồi. Thì anh Trường anh có mang một ít nhang trầm, mình thì có mua tí bánh. Tới ngay cái chiếc xe mà chiều nay mình khám phá, trưa nay mình khám phá. Sau đó là mình có lẽ chắc mình phải tạ lỗi thôi, bởi vì là hôm nay là cũng là ngày 16 âm lịch. Đúng rồi. Thì đối với anh á, là cái bãi xe này nó có ấn tượng gì với anh? Nó có cái một ấn tượng gì không? Anh đi ngang anh không dám nhìn. Thế à? Nói chung á, anh hay đi cái đường này. Thế à? Anh đi ngang anh không nhớ quan tâm tới. Thôi thì hôm nay sẵn nhân dịp có anh Trường thì mấy anh em cũng có ý tốn. Người ta thì tháng 7 người ta cũng đói. Thôi thì mình thắp cho người ta tí hương, người ta ấm lòng với lại đúng ít rồi, bánh. Đúng rồi. Anh ha. Anh cũng tâm nghề tâm linh. Thôi bây giờ mình hướng hướng thiện đi. Okay. Chuyện gì tới nó sẽ tới. Ok. Thì bây giờ sâu rồi. Mời tất cả mọi người hãy cùng đồng hành video này với Nhân cùng với anh Trường sẽ đi khám phá lại cái chiếc xe đầy tâm linh này. Đi thôi mọi người. Đi luôn anh. Đi. 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 Ok. Em nghe nói rằng là những người địa phương ở đây á, ít khi mà họ dám đến gần cái chiếc xe này lắm anh. Thì theo anh thì cái này mình cúng ở đâu? Mình cúng ở trước xe hay là trên xe? Thôi mình cúng đầu xe đi. Cúng ở trước xe ha. Đầu xe. Anh cầm cái này giùm em. Rồi. Mấy cái này mình đâu anh cũng cảm thấy hòa hợp.
Vừa tự nhiên bước vào đây là có một cái dòng điển nó làm cho anh tay chân anh rất là run. Thế à? Ừ. Cái này là cho anh em mình cũng phải bình tĩnh xíu nha. Cái này theo anh là nên để trên xe hay để ở dưới? Thôi để cho anh cho nó trang trọng chứ bây giờ để dưới nha. Mình thắp nhang đây. Người ta nói rằng là dùng miệng cắn bánh để cúng là sai, nhưng á bây giờ mình xé không được. Thì cái tâm của mình thôi chứ bây giờ biết sao. Rồi đây anh sẽ giúp em. Dây gà của tụi em nó nổi hết rồi nên được. Đúng rồi, thật sự các bạn, nó có cái một cái dòng điển hay dòng điện gì đó. Vô hình mình bước tới đây là tự nhiên da gà ốc cục mình nổi lên rồi. Nếu mà sự thật các bạn tới đây đó, vào giây phút này, vị trí này các bạn sẽ cảm nhận được. Mình rất là sợ. Thắp nến lên chứ. Còn nến không? Nhân thắp lên rồi. Đưa, mượn cái bật lửa rồi Hiếu ơi. Không biết nó có cháy gì không ta? Không đâu. Không, một xíu mình đi rồi mình tắt. Một xíu mình đi mình sẽ tắt. Ui. Tắt. Nhân phải xin chứ. Ui da. Chứ. Nhân vừa đốt vừa xin phép đi để cho nó cháy chứ. Nhân vừa đốt vừa ngồi trong lòng á. Nói chung là hôm nay ngày 16 tháng 7 là thế nào? Không đứng được. Không được. Ui, kỳ ta. Rồi được rồi. Bây giờ mình sẽ đốt mấy cây nến ta. Ba cây thôi. Ba cây. Cầm giùm anh cái này. Để ba cây đại nữa. Ba cây nữa ha. Rồi lấy thêm ba cây nữa em. Anh đổi nón em nha. Anh đổi mũ em. Ok. Đưa thêm ba cây nữa. Ok. Ui, cây nến đâu? Trời. Sao rớt rồi? Rùng quá anh Nhân à. Rùng quá. Không sao. Bình tĩnh nha em. Nó nghiêng. Ủa sao kỳ ta? Được rồi, đưa ba cây em. Ý, sao kỳ trời? Hay là không cho ta? Lấy ba cây để em đốt cái này. Thôi. Để em khấn trước cho. Được. Hôm nay thì cái buổi trưa thì tôi không có biết mà tôi đến đây tôi mạo phạm lên chiếc xe này, không biết rằng là mọi người không có thể là không cho phép tôi lên xe. Vì vậy mà tối hôm nay là tôi quay trở lại là tôi xin có một ít bánh với lại mấy cái lễ xin tạ lỗi với lại những cái vong linh ở trên chiếc xe này.
Nếu như mà có cái gì đó sai sót thì mong lượng tình bỏ qua cho tôi, bởi vì là tôi cũng chỉ là một cái người phạm trần thôi, không biết sự hiện diện của các vong linh ở trên chiếc xe này. Thì một lần nữa thì rất mong sự lượng thứ của các vong linh ở trên này, và cũng hy vọng rằng là bây giờ cho phép tôi cùng với lại mấy anh em lên xe để mà ghi hình một xíu ở trên chiếc xe này. Bây giờ lên hả? Dạ. Lên xe hả? Đưa cái bật lửa. Chào mừng cái máy quay. Có đủ ánh sáng không? Có đủ ánh sáng để lên xe không? Thiếu ánh sáng, thiếu tầm trầm. Hiện tại thì rất là thiếu ánh sáng, nhưng mà mình sẽ cố gắng lên xe. Ok, nên mình lên đi. Để lên nha. Sẽ có thêm đèn hỗ trợ đằng sau, không sao hết. Chắc anh phải cầm thêm cái đèn để thiếu ánh sáng. Có đèn gì không? Rồi, ok. Hiện tại là ánh sáng nó rất là tối. Chắc phải chuyển sang một cái chế độ khác, chuyển sang chế độ khác thôi. Mình sẽ chuyển sang một cái chế độ khác để cho ánh sáng nó tốt. Chụp, coi như tên đồng cho được anh. Được chưa? Được, sáng. Sáng chưa? Ok ha. Bây giờ thì mọi người cũng thấy rồi, ánh sáng nó đỡ hơn xíu rồi. Chắc lấy cho mượn cái đèn đó đi, cái đèn này hơi tối. Đèn này nó sáng hơn xíu rồi. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem từ đầu đến cuối nè. Cái chỗ này là cái chỗ bước lên xe nè. Nè, có những cái chăn nè, đó. Thì đó, cái lúc trước em khi mà leo lên xe cái chăn này, anh nhìn thấy. Em giật mình, bởi vì là anh biết sao? Đây là chăn gối vẫn còn nguyên vẹn trên cái chiếc xe này. Đây là cái điều mà làm cho em cảm thấy khá là hồi hộp khi bước lên xe này. Có cái nắp chai nè, thấy không? Đó, cái... nguyên một cái lọ luôn chứ. Cái lọ này lọ muối phải không? Đây là muối. Cái lọ này lọ muối nè. Đúng rồi. Thôi, cầu xin những cái hương linh khuất mặt trên chiếc xe này cho phép anh em lên xe. Bây giờ là cũng tối lắm rồi, đi rồi nè. Ok. Thật sự là cái lúc chiều á, mình bị cái vấn đề tâm linh á, mình cũng đã cảm nhận rất là rõ rồi. Và tối đêm nay thì mình quyết tâm mình lên lại. Nhưng mà mình không có lẻ loi. Hôm nay có anh Trường và anh Linh đây mà. Mình còn có thêm người bạn đồng hành của mình nữa. Có anh đây anh mà. Trường đi theo. Anh thấy không nè, chuối nè mà nó bị héo và thấp cây nhang này là anh biết như thế nào không? Là sau khi xe bị tai nạn á, sau đó là mới cắm hương lên xe. Đây là một ngày chuối xanh để lên bụng nè em. Chính xác, chính xác. Đúng rồi, chuối xanh để lên bụng. Chính xác. Anh thấy không, đây là những cái vật dụng vẫn còn như gối nè. Rồi ở trên cái tầng á, anh thấy không? Em thấy lạnh chân chưa? Anh thấy lạnh rồi đó. Hai chân anh lạnh rồi đó. Nhưng mà mình phải bước tiếp thôi sao? Chứ okay. Sao mà? Trời. Ok. Bây giờ tẻ ra hai đường. Hai anh em mà đi như thế nào đây? Anh đi phía bên đó đi, em đi bên đây. Thôi, anh đi chung với em. Okay. Hết sức bình tĩnh anh ơi. Hey, anh thấy nè, cái ghế này. Thì cái màn vẫn còn nè, và nó có một cái mùi đó trong cái xe này, nó cảm giác rất là khó chịu. Kiểu như âm khí nồng nặc nhỉ. Anh thấy âm khí hả? Cái lúc trưa em đã thấy cái điều này ở đây rồi. Và mà em tái xanh mùi chiều. Cái lúc chiều em bị tái xanh rồi, nhưng mà thật ra em vì khán giả của em. Vì vậy em mới lấy hết can đảm để mà tối hôm nay á, em quay trở lại đây em khám phá cho mọi người xem nè. Cái bó nhang anh thấy nó héo không? Ở phía trước nè, thấy không?
đó, cái bó nhang nó khô, nó héo như thế này. Nhìn cái cảm giác đó, bây giờ hiện tại em cảm thấy rất là đau đầu rồi đó. Nhưng mà em sẽ cố gắng lần le vào cái hành lang này. Đây, cái mền này. Thật sự mà nói là cái mền này không phải là cái mền của nhà xe nha anh. Nhìn nè, thấy không? Cái mền nhà xe này màu xanh đúng không? Đúng rồi. Đây là cái mền cá nhân này. Anh thấy không? Đó là một cái điều mà để mà mình nhận diện được. Thật sự khi mình bước lên chiếc xe này á, nó có một cảm giác nó rất là lạ mọi người. Cái đèn của mình thì không rồi, xe tới kia bắt buộc mình phải tới gần thôi. Như lúc nãy mình cũng đã nói rồi, mình cũng đã xin rồi nha. Hy vọng rằng là những vong linh ở trên này có cái gì sai sót thì bỏ qua cho mấy anh em. Bởi vì đây là thuốc nè, thuốc gì đây? Nhân, còn cái kẹp tóc kia nha. Hả? Cái gì? Cái kẹp tóc kìa. Không, cái đó là cái sợi cột tóc chứ sao là kẹp tóc. Sợi cột tóc. Cái sợi dây thun đúng không? Vậy là cái hàng ghế bên đó là nữ, nữ nằm đúng không? Nữ. Nữ anh tầm tuổi tuổi trung niên á. Trung niên không? Trung niên. Em thấy có một cái vị thuốc không biết thuốc gì. Thuốc là thuốc gì ta? Anh cũng không biết nữa. Anh nghĩ là, em nghĩ là thuốc tiêu chảy. Có thể. Không cái thuốc trong áo em à. Em vậy là thuốc xe xe hả? Xe xe. Ở trên xe thì có trang trang bị có cái gì? Cái này TV à? Có TV không? Chắc là màn hình TV không? Xe này sức bến ở Sài Gòn. Phải không? Đây nè. Cảm thấy sao anh Trường? Hả? Anh thấy sao? Lạnh người. Cố lên. Cố lên hả? Ok. Thật ra em vì khán giả, vì khán giả của em á, chứ thật ra là như lúc chiều nay em bị là em tính em bỏ cuộc đó, nhưng mà em vì khán giả của em á nè. Ở đây có cái mền, với lại chiếc gối nào vẫn còn dính, anh thấy, mọi người thấy cái vai chị đeo, đây. Đó, mình không có tiền nói ra nha, nhưng mà nhìn thôi, là biết. Đừng nói. Nhìn là biết cái vai chị đúng không? Ok, thôi đừng nói. Ok. Mô Phật. Trời Phật phù hộ cho mấy cho hai anh em xong cái ở trên chiếc xe này, clip này. Cho nó xong cái video. Ok. Chắc không sao đâu ha. Cái gì cái túi khí hả? Cái túi là túi khí phải không? Sao em thấy nó không giống nhau mà túi khí anh ơi. Cái túi gì ta? Không dám đoán đâu. Không dám đoán. Đây là hàng ghế cuối cùng rồi nha. Chưa. Mình bị kẹt cái này. Hàng ghế cuối cùng nằm phía bên kia anh ơi. Hình như là anh Trường anh bị tâm lý quá phải không? Tâm lý. Ê, anh nhìn này nha, em nói anh nghe nè. Cái hàng ghế này á, nó bị đẩy từ phía sau đẩy tới đây không? Nó không phải là hàng ghế cuối cùng. Hàng ghế cuối cùng nó nằm phía bên kia cả theo. Rồi xem cái vệt này, xem mọi người sẽ cho mọi người xem cái vệt này. Cái này là mình không tiện nói nha nè. Thì mọi người xem là mọi người sẽ hiểu cái vết này là cái gì. Thật sự là mình cũng thật sự rất là can đảm đó, mới bước lên chiếc xe này đó. Rồi bây giờ mình không xuống, không xuống này. Không xuống, ok. Bắt đầu không xuống này. Đây là khoảng dưới này nha mọi người. Ui trời ơi, kính mình nó vỡ này, kính vỡ ra hết trơn, wow, kinh khủng luôn. Nhưng mà bây giờ anh phải hứa với em một điều, em mới đi tiếp. Nếu như có chuyện gì xảy ra, anh cũng không được chạy. Ok. Rồi, hứa. Bây giờ hứa nha. Ok. Rồi, có cái lời hứa này rồi thì mình sẽ tiếp tục này. Bây giờ, ui. Bánh mình đi quá trời rồi. Bây giờ mình sẽ lui lại đi. Bây giờ đi qua bên kia chứ. Thì bây giờ mình phải lui lại, mình qua bên kia được. Lui lại. Lui lại đi qua cái dãy bên kia. Em không có đạp lên cái mấy cái hoa với mấy cái chuối nhân nhân. Nhưng mà tối quá không biết có thấy hay không nữa này. Ui Trần ơi. Thấy. Còn chiếc giày nè. Cái gì? Còn nguyên chiếc giày của ai nè. Sao? Chiếc giày của Nam. Nào mà lui. Đây có cái hoa nè. Ok. Còn chiếc giày kìa. Đâu? Đó.
À, cái này em thấy lúc trưa rồi. Trưa hả? Ừ. Anh mới thấy. Ok, ok. Anh đi đâu á? Anh đi xuống xe. Ôi trời, ai bảo? Hả? Đi về phía bên này mà. Đi tiếp hả? Ui trời ơi là trời. Ôi trời ơi, sao anh sợ quá nha. Trời anh mùa hơi sâu nha. Tự nhiên đi. Anh ngửa xíu chậm cái. Hả? Hít trầm hả? Hít trầm cái. Nghe nói là linh khí của trầm là trừ được tà phải không? 100% rồi chứ nghe nói gì nữa. Ờ. Thì anh biết rồi, ngày hôm nay em trầm ra mấy cái vật tâm linh em bỏ nhà hết rồi. Cho nên lúc trưa em bị. Ui trời trời, cái gì đây? Tự nhiên thấy cái hộp gỗ anh thấy không? Này. Thấy tự nhiên thấy cái hộp gỗ. Trong này có mỏ lết, kìm. Vậy hả? Ờ. Đây chắc là cái dụng cụ sửa xe. Nhìn thấy mấy cái mền và lại cái gối nhìn ám ảnh quá anh ơi. Rất là quá ám. Ok, tiếp tục. Cái này là mình vì khán giả này. Đúng rồi. Nếu không là giờ anh về anh ngủ rồi chứ. Phiếu xuất kho. Ôi trời ơi. Ở đây có một cái tấm này ghi là phiếu xuất kho này. Hiện tại thì cái ánh sáng của mình rất yếu, là mình dùng bằng một cái điện thoại mình rọi đèn. Cái đèn pin nó hết pin bất chợt. Ôi trời. Gì hả? Một cái đôi tóc. Đây. Đây. À. Thì mọi người cũng có thể hình dung rằng là chiếc xe này nó đã trải qua một cú sốc rất lớn. Ui trời. Nhanh. Cái gì? Thuốc này nhanh. Thì hồi nãy quay bên kia nói rồi. Thuốc này. Hồi nãy bên kia nói rồi. Thuốc với lại cái này. Này là thun cột tóc nè. Thế à? Hồi nãy là cái bên ở dưới mà. Cái gì đây trời? Nhưng mà hồi nãy là anh hứa với em là không chạy đúng không? Anh hứa. Nãy hứa không chạy đúng không? Hứa không chạy. Gì anh? Hả? Gì á? Có cái gì á? Cái chỗ này mới ghê nè. Cái gì vậy? Đây nè. Thật sự là khi mà mình nhìn thấy cái chỗ này mình không dám nói nên lời luôn nè. Thấy cái màu không? Anh thấy cái màu của nó không? Thôi, được rồi nè. Em cũng không có diễn tả được luôn. Nhưng mà ra cái con sâu này mới ghê nè. Ở phía sâu đây là có đó. Ok. Đây sâu lên đây. Trời ơi. Ở phía sau này. Ở phía sau là một cảnh tượng rất là hải hùng. Hình như có cái mũ của em bé nữa. Có cái mũ này của trẻ em á. Em nghĩ rằng cái mũ này không phải của trẻ em, cũng lớn lớn rồi đó. Mũ này cũng em. Ui. Cái quần. Hả? Này. Ừ. Cái quần. Đôi dép nè. Gì? Nè, dép còn nè anh ơi. Còn nguyên đôi dép luôn. Ừ. Anh thấy em đổ mồ hôi rồi nha. Hả? Anh thấy em mồ hôi rồi. Đổ quá lắm chắc. Tóc mồ hôi rồi hả? Tóc mồ hôi.
Giờ anh Tê chú anh khám phá thử đi. Gì? Sao đó? Hả? Sao đi? Hay hùng quá. Có những cái vết đỏ đỏ. Hả? Vết đỏ. Sao anh? Vết đỏ hả? Thôi. Cái này cái gì đây? Trái gì vậy? Có cái dao nữa không? Chắc là một trái cây nha. Như lúc nãy thì chúng tôi cũng đã xin phép rồi. Rất mong là rộng lòng mà tha thứ. Nếu như mà có cái gì đó sai sót thì rất là mong bỏ qua. Mà trong đây là nó thiếu oxy ấy nhờ. Thiếu oxy không? Thiếu oxy. Mình cảm giác như khó thở vậy. Nhưng mà em thấy là cửa nó bị vỡ rồi mà. Nhưng mà mình lại khó thở. Khó thở hả? Hay là do âm khí nó nặng quá? Tất nhiên rồi. Nãy giờ là coi như là ốc cục của anh là nó nổi lên hết rồi. Thế nổi da gà hả? Ui. Cái nến nó vẫn còn cháy này. Cái nến vẫn còn cháy này. Chú anh ơi, bây giờ anh em mình đi một vòng quanh xe đi. Anh ơi. Rồi, ok. Đi. Cái chỗ này nhìn vô ghê lắm anh ơi. Chỗ này là trực diện luôn nè. Cái chỗ này bị nặng lắm nè, anh thấy không? Cái chỗ này là bị rất là nặng luôn á. Lúc nãy anh thấy có những vết đỏ đó. Thế à? Đây nè Nhân à. Dạ. Này. Cái chiếc xe bên này là em đắn đo mãi này. Chiếc xe này nè. Anh ơi. Cái chiếc này nè em thấy nè ha. Cái bình cắm hoa này với lại lư hương với lại đồ cúng vẫn còn trên xe này. Mà em chưa bước lên xe. Em nghĩ rằng là cái số phận của chiếc xe này cũng sẽ y chang như chiếc xe bên kia đúng không? Theo anh nó có nhẹ hơn không? Anh nghĩ là không nhẹ hơn đâu. Chỉ quái này sao nhẹ được. Không nhưng nhẹ mà hơn. Sao? Cái lư hương vẫn còn. Ừ đây nè, cái lư hương này. Mà tông trực diện nhưng mà lư hương, bình cắm hoa rồi vẫn còn. Rất là tâm linh. Cũng có thể ha, đáng lẽ nếu như một cái lực mạnh như vậy đúng không? Thì chắc chắn là lư hương rồi nó sẽ vỡ đi đúng không? Đúng rồi. Mà tại sao nó vẫn còn nguyên thế này? Tâm linh không đùa được đâu. Không đùa hả? Theo anh là nên dừng lại ha. Dừng lại. Mình chưa xin phép mà. À cái chiếc này chưa xin ha. Chưa xin phép. Kéo cái áo em xuống đi. Ai chơi dỡ cái áo lên này. Rồi. Anh thấy mồ hôi đầm hôi. Ủa. Ôi sao anh có chút mồ hôi nào chưa nhỉ? Nên đây. Cho. Bây giờ quay lại hai người. Quay lại trực diện coi ai gỡ mồ hôi. Ủa sao kỳ vậy? Nhân với trường ai đổ mồ hôi. À mà sao em bị nhiều như vậy? Nhưng mà anh cũng rất là hồi hộp á. Dạ. Bình tĩnh nè. Thật ra là nói với tất cả mọi người rằng là cái lúc trưa
là mình cảm giác là mình đã có một cái gì đó bị tâm linh rồi. Nhưng mà y như rằng nó lúc nói chung là nó giống như bắt được tần số vậy. Cùng tần số phải không? Cùng tần số. Hôm chiều anh ngồi anh ăn trưa với em mà là anh thấy là em là tái nhợt luôn. Tái nhợt. Em là đi nhiều rồi, từ Việt Nam, Campuchia rồi đi rất là nhiều. Nhưng mà lần đầu tiên anh cảm thấy là em như vậy á. Cái lúc sáng đó, trước khi em ra khỏi nhà là em thấy cơ thể em nó yếu rồi. Nhưng mà y như rằng luôn là khi mà lên xe đây sẽ không xin phép á. Đặc biệt thì như anh Trường cũng thấy rồi đó, em có uống lá bùi vô. Đúng rồi. Rồi nó cũng đỡ tới bây giờ đó. Thì thôi thì như thế này nè. Mình cũng đã cúng tạ ở chiếc xe này rồi. Cái gì mình làm sai thì mình xin lỗi. Thì mình cũng đã xin lỗi ở chỗ đây rồi. Đúng rồi. Thì chắc lẽ bây giờ mình cùng với anh Trường sẽ chắc lẽ đi về nè. Cũng khuya lắm rồi. Khuya. 10 rưỡi rồi nè. 10 giờ. Đúng rồi. 10 giờ rưỡi. 10 giờ rưỡi. Đúng rồi, 10 giờ rưỡi. Và chắc có lẽ là cái video này cũng nên tạm dừng, bởi vì rằng là những cái điều tâm linh đó là chúng ta không nên đùa được. Đúng rồi. Những cái gì mình thấy thì không sao, nhưng mà những gì mình không thấy là mình không nên đánh đổi. Vì vậy chắc có lẽ là bây giờ hai anh em cũng xin phép rằng là tạm dừng cái video ở đây. Nếu mà mọi người xem cái video mà cảm thấy thú vị thì đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye. Chào các bạn.